kia rồi còn. Vâng. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, xin kính chào quý đồng nghiệp có mặt tại hội trường. Tiếp theo cái chương trình trong cái phiên ung thư phổi buổi sáng ngày hôm nay thì tôi xin được đi vào trình bày cái nội dung thứ hai, đấy là vai trò của đột biến gen trong điều trị ung thư phổi. Phần trình bày của tôi thì xin phép có 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là trình bày vài nét tổng quan về ung thư phổi. Thứ hai là cơ chế bệnh sinh của ung thư phổi. Thứ ba là một số các cái đột biến gen phổ biến trong ung thư phổi. Xin đi vào phần thứ nhất thì tôi cũng xin phép được điểm qua rất nhanh vì phần này thì thầy Thánh cũng đã trình bày rồi. Chúng ta cũng biết rằng là ung thư phổi hiện nay vẫn là cái căn nguyên gây tử vong cũng như là cái mắc mới đứng hàng đầu trong các loại ung thư ở cả hai giới. Và chúng ta cũng thấy trên cái biểu đồ ở đây thì cái gánh nặng mà ung thư phổi gây ra nó quả thực là rất là lớn. So với rất nhiều loại ung thư khác thì cái gánh nặng được đánh giá qua cái chỉ số Daily đối với ung thư phổi là vượt trội. Và chúng ta cũng biết rằng cái tiên lượng của ung thư phổi cho đến nay, mặc dù với sự nỗ lực của chúng ta để tìm ra các phương pháp phát hiện ra ung thư phổi sớm, tuy nhiên thì cái tiên lượng, cái tỷ lệ sống 5 năm đối với ung thư phổi nó thuộc nhóm rất thấp, nó chỉ đứng sau ung thư tụy. Và một cái vấn đề nữa mà thầy Thắng cũng nhấn mạnh là cái việc làm sao để chúng ta phát hiện được cái ung thư phổi ở giai đoạn sớm thì cái tiên lượng có thể nó tốt hơn so với cái việc chúng ta phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn. Thế thì trong cái bài trình bày này tôi sẽ tập trung chính vào cái cơ chế bệnh sinh của ung thư phổi cũng như là một số các cái đột biến gen phổ biến trong ung thư. Thì chúng ta biết rằng quá trình phát sinh phát triển ung thư ấy là một cái quá trình diễn ra hết sức phức tạp và dưới ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ và các cái điều chỉnh của cá thể thì nó sẽ dẫn đến các cái phát sinh phát triển ung thư. Và đối với ung thư phổi thì cho đến nay người ta đã thấy có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ, phổ biến nhất phải kể đến đấy là ảnh hưởng của thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá chủ động và thuốc lá thụ động, rồi ảnh hưởng của tia xạ cũng như là ô nhiễm môi trường và một số các cái bệnh lý hô hấp đồng mắc như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là các cái nhiễm trùng phổi như là lao. Và bình thường thì trong cơ thể chúng ta luôn luôn có một cái sự điều hòa của các cái gen. Ở đây chúng ta thấy giữa các gen sinh ung thư, oncogen và các cái gen áp chế ung thư. Thì bất kể một cái tổn thương DNA nào xuất hiện thì bằng với sự cân bằng này nó sẽ tái lập lại các cái sửa chữa lại các cái tổn thương DNA. Tuy nhiên thì khi cái sự cân bằng này bị phá vỡ thì các cái DNA sẽ không được tổn thương và đấy là tiền đề để phát triển ung thư. Và trong hơn một thập kỷ trở lại đây với sự phát triển rất là mạnh của y sinh học phân tử thì người ta đã giải trình tự toàn bộ hệ gen của một dòng tế bào ung thư phổi. Và qua đó thì người ta hiểu rằng ở các cái sự phát sinh phát triển ung thư có sự hoạt hóa của các oncogen và sự bất hoạt của các cái gen áp chế ung thư. Và ở cấp độ phân tử thì người ta thấy rằng ở đó có sự kích hoạt của các cái thụ thể tyrosine kinase ở trên bề mặt tế bào. Và các cái thụ thể này khi bị hoạt hóa nó sẽ khởi phát một loạt các cái con đường tín hiệu phân tử nội bào làm cho các tế bào không ngừng tăng sinh, xâm nhập, tăng sinh mạch di căn và kháng lại apoptosis. Và đây chính là cơ sở phân tử của sự phát sinh phát triển ung thư. Và chính trên cơ sở đó thì người ta hướng đến một cái phương pháp điều trị mới, đấy là phương pháp điều trị nhắm trúng đích. Người ta sẽ dùng các cái thuốc để nhắm tới chính các cái đích phân tử trên bề mặt của tế bào này, cắt đứt các cái tín hiệu phân tử, cắt cái tín hiệu ở phía sau hạ lưu làm cho các tế bào ung thư không phát triển được. Thì đây chính là cái cơ sở của phương pháp điều trị đích. Phần thứ ba là một số các cái đột biến gen phổ biến trong ung thư phổi hiện nay. Thì chúng ta thấy với cái sự phát triển của khoa học hiện đại thì chúng ta đã tìm thấy rất nhiều các cái đột biến gen ở ung thư phổi không tế bào nhỏ. Những cái đột biến phổ biến như là EGFR, KRAS hay là ALK, FGFR ở ung thư biểu mô không tế bào vẩy. Đó. Thì có rất nhiều những cái đột biến đã được ghi nhận. Chúng tôi xin tập trung vào một số những cái đột biến chính. Ở đây đầu tiên phải kể đến đấy là đột biến EGFR. Thì chúng ta biết rằng họ EGFR thì được mã hóa bởi một cái gen trên nhiễm sắc thể số 7 gồm có 4 thành viên, đấy là EGFR hay là HER1, rồi HER2, HER3 và HER4. Và các cái đột biến hoạt hóa của EGFR thì nó thuộc vùng bám của adenosine triphosphate của thụ thể tyrosine kinase. Đồng thời thì đây cũng là cái vị trí mà tác động của các thuốc ức chế tyrosine kinase. Đột biến EGFR thì được ghi nhận là một cái dạng đột biến phổ biến nhất
ở những người mà không hút thuốc liên quan đến ung thư biểu mô tuyến, nữ giới, chủng tộc Đông Nam Á và các cái đột biến mà mã hóa ở vùng exon từ 18 đến 21 thì nó quyết định tính đáp ứng với các thuốc điều trị đích đấy là các cái thuốc như erlotinib hay zefitinib. Ở đây chúng ta có thể thấy đây chính là cái phân tử EGFA, khi mà nó bị kích hoạt bởi các phối tử đặc hiệu thì nó sẽ khởi phát các cái tín hiệu phân tử ở phía trong tế bào làm cho các tế bào ung thư bị phát triển. Cho đến nay thì người ta có rất nhiều những cái phương pháp khác nhau để phát hiện các cái đột biến EGFA, bao gồm các cái xét nghiệm như là hóa mô miễn dịch hay là lai hình quang tại chỗ, rồi giải trình tự gen và một cái phương pháp tương đối tiêu chuẩn hiện nay được áp dụng đấy là các cái RT-PCR. Và trên cơ sở khi mà chúng ta phát hiện ra các cái đột biến EGFA nhạy cảm với TKI thì người ta sẽ sử dụng các cái thuốc mà hướng tới các cái thụ thể tyrosine kinase của EGFA trên màng tế bào như là erlotinib hay zefitinib. Và có rất nhiều những cái thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy hiệu quả của các EGFA TKI đối với nhóm bệnh nhân có đột biến EGFA này. Ở đây có thể thấy vai trò của erlotinib hay zefitinib rồi afatinib. Và chính trên những cái cơ sở đó thì các cái hướng dẫn trong điều trị ung thư phổi hiện nay thì đối với ung thư phổi ở giai đoạn muộn mà có các cái đột biến EGFA nhạy cảm TKI thì sẽ được chỉ định điều trị bằng các thuốc EGFA TKI như là zefitinib, erlotinib, vân vân. Tuy nhiên thì cũng thật đáng tiếc là sau cỡ khoảng 12 cho đến 24 tháng điều trị với các thuốc kháng các thuốc EGFA TKI thì phần lớn ở các bệnh nhân xuất hiện một cái tình trạng không đáp ứng lại với các thuốc đang điều trị. Nguyên nhân được xác định là do có một cái sự kháng lại các cái EGFA TKI, và hiện nay chúng tôi thấy cũng thấy rất nhiều những cái nguyên nhân gây ra đề kháng EGFA TKI được ghi nhận, trong đó phổ biến nhất phải kể đến đấy là đột biến của T790M, rồi khuếch đại dân mét và có một cái tỷ lệ nó chuyển dạng từ ung thư biểu mô tuyến sang ung thư biểu mô tế bào nhỏ. Và các cái hướng dẫn thì hướng dẫn chúng ta rằng, khuyến cáo chúng ta rằng nếu các bệnh nhân mà xuất hiện các cái đột biến mới, đặc biệt là đột biến T790M thì đấy là một cái lựa chọn để chúng ta sử dụng một cái EGFA TKI thế hệ 3, đấy là osimertinib. Và các cái nghiên cứu thì cũng cho thấy vai trò của osimertinib hiệu quả cho các nhóm bệnh nhân này so với các EGFA TKI khác cũng như là so với hóa trị truyền thống. Thì đấy là cái gen đầu tiên mà tôi muốn nói đến, gen EGFA. Cái đột biến gen thứ hai mà tôi muốn trình bày đấy là cái dung hợp gen ML4-ALK. Thì ALK cũng là một cái protein mà nó có vai trò như một cái thụ thể tyrosine kinase trên bề mặt tế bào. Và cho đến nay thì cũng có rất nhiều những cái dung hợp gen của ALK với các gen khác được xác định là có liên quan đến sự phát sinh phát triển ung thư. Trong đó phổ biến nhất đấy là cái đột biến của ML4-ALK. Thì chúng ta có thể thấy ở đây khi mà cái dung hợp gen ML4-ALK nó được hình thành, nó được kích hoạt bởi các cái phối tử thì nó sẽ kích hoạt các cái con đường tín hiệu phân tử nội bào và cũng làm cho các tế bào ung thư tăng sinh biệt hóa chống lại apoptosis. Đối với cái đột biến ML4-ALK thì người ta ghi nhận nó gặp khoảng 5-7% ung thư phổi không tế bào nhỏ, thường ở nam giới khác với cả EGFA thì ở nữ giới, và cũng gặp ở những người không hút thuốc. Rồi đối với những trường hợp mà có đột biến ML4-ALK này thì nó sẽ quyết định tính đáp ứng một cái thuốc điều trị nhắm tới cái đích ALK, đấy là chrysotinib hay saritinib. Hiện nay thì cái phương pháp tiêu chuẩn mà người ta khuyến cáo để chúng ta để phát hiện cái đột biến ML4-ALK đấy là cái phương pháp lai hình quang tại chỗ FISH. Ngoài ra chúng ta cũng có thể giải trình tự gen, chúng ta cũng có thể nhuộm hóa mô miễn dịch để phát hiện cái đột biến này. Và khi chúng ta xác định bệnh nhân có cái đột biến ML4-ALK thì chúng ta có thể lựa chọn các cái thuốc ức chế tyrosine kinase nhắm tới cái đích này như là chrysotinib. Các cái thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy các cái hiệu quả rất tốt của chrysotinib cho nhóm bệnh nhân này, hay là tương tự với saritinib. Cái gen thứ ba mà tôi muốn trình bày đấy là cái gen MET. Gen MET thì nằm trên nhiễm sắc thể số 7 và nó cũng có tổng hợp lên cái protein MET, có vai trò như một cái thụ thể tyrosine kinase trên màng tế bào. Và khi bị kích hoạt thì nó cũng khởi phát các cái con đường tín hiệu phân tử nội bào làm cho các tế bào ung thư phát triển. Và người ta ghi nhận cái đột biến MET cũng như là khuếch đại gen MET thì gặp cỡ khoảng 5% trong ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ. Và
Có một cái đặc điểm là khi mà xuất hiện cái tình trạng khuếch đại gen mét thì nó làm mất đi các cái hoạt tính của các EGFR TKI đang sử dụng. Cho nên hiện nay các cái khuếch đại gen mét người ta ghi nhận thấy nó có một cái vai trò trong các cái trường hợp mà kháng lại các EGFR TKI. Chúng ta có thể thấy ở đây, đây là cái thời điểm trước điều trị các EGFR TKI. Khi mà làm xét nghiệm mét thì thấy cái mật độ nó rất là thưa. Trong khi đó tại thời điểm kháng thuốc thì chúng ta thấy cái gen mét đã được khuếch đại lên rất nhiều. Và khi mà chúng ta xác định là bệnh nhân có cái tình trạng khuếch đại gen mét thì người ta sẽ hướng tới các nhóm thuốc có thể tác động lên các cái thụ thể của mét. Ví dụ như là các cái kháng thể đơn dòng hay là cũng các cái ức chế TK. Một cái đột biến gen mà cũng khá là phổ biến, tôi muốn trình bày tiếp theo, đấy là đột biến gen KRAS. Thì nó gặp ở khoảng 15-25% ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trong đó thì chủ yếu ở ung thư biểu mô tuyến. Tuy nhiên thì khác với hai cái đột biến là EGFA và ALK gặp nhiều ở những bệnh nhân không hút thuốc, thì đột biến gen KRAS lại hay gặp ở nhóm người có hút thuốc và thường ở người da trắng. Và khi mà xuất hiện một cái tình trạng đột biến KRAS thì nó cũng làm mất đi, chúng ta thấy nó khởi phát các cái con đường tín hiệu phía hạ lưu như thế này, cho nên nó làm mất đi cái vai trò của các cái thuốc ức chế tyrosine kinase. Và do đó thì nó cũng dẫn đến một cái tình trạng là các bệnh nhân nếu mà có đột biến EGFR thì điều trị các cái thuốc EGFR TKI nó cũng không đáp ứng. Tương tự như vậy trong cái con đường của RET thì đấy là cái đột biến gen BRAF, nó cũng là một cái phân tử điều hòa hạ nguồn của KRAS và nó gặp với tỷ lệ thấp hơn khoảng 1-3% ở ung thư phổi không tế bào nhỏ và cũng thường là ung thư biểu mô tuyến và cũng phổ biến ở những người hút thuốc. Và cũng tương tự như KRAS thì đột biến BRAF nó sẽ làm mất đi cái hoạt tính của EGFR TKI. Và những cái đột biến của KRAS BRAF hiện nay thì cũng đang có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu, các cái thử nghiệm lâm sàng với các thuốc ức chế các cái thụ thể này. Phần trình bày của tôi thì xin tóm tắt lại một số các cái kết luận sau đây. Thứ nhất là xác định đột biến gen liên quan đến quá trình phát sinh phát triển ung thư là vô cùng cần thiết. Đây là cơ sở khoa học của phương pháp điều trị đích và xu hướng điều trị tương lai của các bệnh nhân ung thư phổi mà không cần chỉ định phẫu thuật. Các cái đột biến của EGFA từ EGFA 18 đến EGFA 21 thì quyết định tính nhạy cảm với các EGFA TKI, rồi là các đột biến của ALK cũng quyết định nhạy cảm với các TKI. Rồi các cái đột biến của KRAS hay BRAF thì nó làm mất đi hoạt tính của TKI. Và các cái đột biến T790M của EGFR hay là khuếch đại gen mét thì nó làm kháng lại các cái EGFR TKI sau một thời gian điều trị. Phần trình bày của tôi xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng quý cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.